Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta ôn tập và ôn luyện một số bộ đề thi toán lớp 2 của Ép Kỳ 2, môn toán của bộ sách Cánh Diều và bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và chúng mình sẽ ôn luyện một số bộ đề thi như sau. Đây là bộ đề thi thứ 2 của thầy. Bộ đề thi này chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu tiên sẽ là những câu hỏi trong phần trắc nghiệm. Chúng mình sẽ thực hiện 3 câu đầu tiên. Phần trắc nghiệm trong 3 câu đầu tiên này chúng ta sẽ khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1 đó là số gồm 900 và 5 đơn vị viết là A 95, B 59, C 905, D 950. Và tiếp theo câu 2 đó là số 349 là số liền trước của số nào? A 348, B 350, C 358 và D 360. Câu 3, trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là A 542 trừ cho 318, B 638 trừ cho 455, C 454 cộng cho 27 và D 500 47 cộng cho 80. Vậy chúng ta hãy dừng video và làm 3 câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên này cho thầy nhé. Sau đây thầy sẽ đưa lên đáp án. Đáp án của chúng mình sẽ câu đầu 1. Câu 1 sẽ là gì? Số gồm 900 và 5 đơn vị được viết đó là số nào các em? Chính xác, đó là câu C, 905. Đó là số gồm 900 và 5 đơn vị. Tiếp theo câu số 2, số liền trước 349 là số liền trước của số nào? Như vậy, chúng ta thấy là 349 rồi đến số bao nhiêu các em? Chính xác, 349 rồi đến 350. Như vậy, số liền trước 49 là 349 là số liền trước của số 350, đúng không? Tiếp theo trong các phép tính sau, kết quả nhỏ nhất ở đây là câu 3, chúng mình thấy là kết quả nhỏ nhất trong các phép tính đó là câu nào các em? Chính xác, đó là câu B. Đó là phép tính 638 trừ cho 455 là phép tính có kết quả nhỏ nhất. Ở hai phép tính cộng này thì chúng ta thấy là chắc chắn thì hai phép tính cộng này sẽ là có kết quả là lớn rồi đúng không? Và chúng ta chỉ nhìn sang chúng ta thấy chỉ có hai phép trừ số có 3 chữ số trừ cho số có 3 chữ số. Thì ở đây chúng ta thấy là chúng mình chỉ tính cho thầy hai phép tính này. Thì chúng ta thấy kết quả của phép tính 638 trừ cho 455 sẽ là nhỏ nhất, đúng không? Tiếp theo chúng mình sẽ làm câu hỏi số 4, số 5 và số 6. Trong câu hỏi số 4 và số 5 và số 6 sẽ là như sau. Tiếp tục chúng ta hãy dừng video và làm tiếp những câu hỏi này nhé. Đó là số tròn trục lớn nhất có 3 chữ số là tổng của hai số nào? Đây là những số tròn trục nhé. Lớn nhất có 3 chữ số là tổng của hai số nào? Chúng ta sẽ A 563 và 327, B 810 và 90, C 240 và 740, D 152 và 838. Câu 5. Bà đi chợ mua 5 chai nước mắm, mỗi chai đựng 2 lít nước mắm. Số lít nước mắm bà mua tất cả là, chúng ta sẽ xem là A 2 lít, B 7 lít, C 10 lít và D 8 lít. Còn câu hỏi số 6, mẹ cắt tấm vải dài 10 mét thành hai mảnh vải không bằng nhau. Mảnh vải lớn dài hơn mảnh vải nhỏ là 2 mét, độ dài của mảnh vải lớn là. Như vậy chúng ta thấy A là 600 cm, B là 70 dm, C là 8 m, D là 50 dm. Chúng ta lại tiếp tục dừng video và làm 3 câu hỏi tiếp theo nhé. Và sau đây thầy sẽ đưa ra đáp án cho chúng ta. Vậy thì số tròn trục lớn nhất có 3 chữ số là tổng của hai số nào? Thì chúng ta sẽ phải thực hiện các phép tính cộng ở đây, đúng không? Và số tròn trục lớn nhất có 3 chữ số là tổng của phép tính. Chính xác, đó là câu D. Tổng của phép tính 152 và 838 sẽ là
số lớn nhất có 3 chữ số, số tròn trục lớn nhất có 3 chữ số nhé. Vì ở đây chúng mình thấy là 2 cộng 8 sẽ là 10 viết không như 1 đúng không? 5 cộng 3 là 8 nhân 1 là 9 và 1 cộng 8 sẽ là 9. Như vậy chúng ta thấy là 990. Số tròn trục lớn nhất có 3 chữ số thì là 990. Chính xác ở đây là câu D nhé. Và chúng ta sang câu 5. Bà đi chợ mua 5 chai nước mắm, mỗi chai đựng 2 lít nước mắm. Số lít nước mắm bà mua là chúng mình sẽ làm phép tính gì? Đúng rồi, chúng mình sẽ thấy là bà đi chợ mua 5 chai nước mắm đúng không? Mỗi chai đựng được 5 lít thì chúng ta lấy 5 nhân với 2. Như vậy chúng ta thấy là số lít nước mắm sẽ là chính xác C là 10 đúng không? 10 lít. Còn bài tập số 6, mẹ cắt tấm vải dài 10 mét thành hai mảnh vải không bằng nhau, hai mảnh vải không bằng nhau. Mảnh vải lớn là dài hơn mảnh vải nhỏ là 2 mét. 10 mét đúng không? Mà cắt ra thì mảnh vải lớn lại dài hơn mảnh vải nhỏ là 2 mét. Độ dài của mảnh vải lớn là, vậy chúng mình thử tính cho thầy xem là độ dài của mảnh vải lớn là bao nhiêu, đơn vị sẽ là lớn là đơn vị sẽ là bao nhiêu. Chúng ta sẽ thấy là bao nhiêu các em? Chính xác đó là 600 cm đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với các câu hỏi tiếp theo. Đó là câu số 7. Ở phần tự luận chúng mình sẽ thực hiện phép tính đầu tiên, đó là đặt tính rồi tính. Phép tính đầu tiên đó là 577 trừ cho 149 này, 246 cộng cho 682 này. Vậy thì chúng mình đã biết cách đặt tính rồi đúng không? Đặt tính chúng ta đặt như thế nào? Đúng rồi, chúng mình sẽ phải đặt tính theo cột dọc. Cách đặt tính thì chúng ta đã thực hiện rất là nhiều đúng không? Thì chúng mình sẽ đặt tính theo cột dọc và hàng cột đơn vị sẽ cộng với cột đơn vị. Cột trục sẽ đặt thẳng hàng với cột trục và cột trăm, thẳng hàng với cột trăm đúng không? Đây là hai phép tính trừ và phép tính cộng số có 3 chữ số đúng không? Vậy thì chúng mình sẽ thực hiện các phép tính này như thế nào? Sau khi chúng mình làm xong rồi hãy quan sát lên màn hình nhé. Đầu tiên chúng ta viết số 577 đúng không? Và 149 thì đặt thẳng cột với nhau. Chúng ta thấy cột đơn vị thẳng với cột đơn vị, cột trục cộng thẳng với cột trục và dấu trừ đằng trước, sau đó đường kẻ ngang đúng không? Lần lượt chúng ta tính từ phải qua trái thì cột đơn vị trừ cho cột đơn vị, kết quả sẽ bằng bao nhiêu? Chính xác, kết quả sẽ bằng 428 đúng không? Còn phép tính 246 cộng cho 682 thì chúng ta cũng đặt tính tương tự đúng không? Đầu tiên chúng mình sẽ viết số 246, sau đó là 682 dấu cộng ở giữa và đường kẻ ngang thay cho dấu bằng. Tiếp tục mình tính cột đơn vị với cột đơn vị, đây là phép tính cộng đúng không? Kết quả sẽ bằng bao nhiêu? Chính xác đó là 920, 28, rất là giỏi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập số 2 trong phần trắc nghiệm này. Thầy xin lỗi, trong phần tự luận này. Đó là bài tập số 2, tính. Bài này chúng ta sẽ có các phép tính đó là 284 cộng cho 309 và trừ cho 425 thì bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ viết sau dấu bằng nhé. Tiếp theo chúng mình sẽ thấy là 465 trừ cho 85 cộng vào 396 thì chúng mình sẽ làm hai phép tính này, sau đó chúng ta tiếp tục làm phép bài tập số 3. Hãy làm câu 2 và câu 3 trong bài tự luận này. Thì ở đây câu 2 chúng ta thấy là bài tập có hai phép tính đúng không? Có một phép tính cộng và một phép tính trừ đúng không? Thì lần lượt chúng ta sẽ tính như thế nào? Đúng rồi, chúng mình sẽ tính từ trái qua phải, lần lượt chúng ta thực hiện phép tính cộng đúng không? Tức chúng mình lấy là 284 cộng cho 309 sẽ bằng bao nhiêu? Đúng rồi, sẽ bằng 593 đúng không? Và chúng mình sẽ lấy 593 trừ cho 425 sẽ bằng, đúng rồi, chính xác đó là bằng 168. Và bài tập ở đây chúng mình cũng thấy có hai phép tính. Đầu tiên là phép tính trừ, xong đó là đến phép tính cộng. Thì cách tính cũng lần lượt chúng ta tính từ trái qua phải. Từ trái qua phải đúng không? Chúng ta sẽ lấy là 465 trừ cho 85 và cộng cho, lấy kết quả bao nhiêu đây, chúng mình cộng cho 396 đúng không? Vậy kết quả sẽ bằng bao nhiêu? Đầu tiên chúng mình thấy phép trừ đó là 465 trừ cho 885 đúng không? 465 trừ cho 85 sẽ bằng bao nhiêu nào? Đúng rồi, sẽ bằng 300.
80 đúng không? Như vậy chúng ta lấy 380 mà cộng cho 396 sẽ bằng 776 đúng không? Tiếp theo bài số 3 chúng ta yêu cầu là điền lớn này, dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Thì ở đây chúng mình thấy là 72 decimet cộng với 28 decimet. Rồi so sánh với 795 cm cộng với 160 cm. Tiếp theo là phép tính trừ, đó là 825 trừ cho 207. Tiếp theo chúng ta sẽ là hãy so sánh với số 445 trừ cho 82. Đầu tiên chúng mình hãy thực hiện phép tính có đơn vị đằng sau, đó là decimet và cm đúng không? Vậy thì chúng ta phải cộng hai cái đơn vị này lại, cộng hai cái kết quả này lại xong rồi chúng ta mới so sánh được. Thì ở đây chúng ta thấy là 72 cộng với 28 sẽ bằng bao nhiêu decimet các em? Chính xác sẽ bằng 100 decimet đúng không? Còn 795 cộng với 160 sẽ bằng bao nhiêu? Đúng rồi, 955 đúng không? Và chúng mình sẽ đổi ra 100 decimet đổi ra cm sẽ bằng bao nhiêu? Hoặc chúng mình sẽ đổi cm ra decimet, chúng ta sẽ đổi decimet ra cm cho dễ nhé. À thì chúng ta thấy là 100 decimet đổi ra cm sẽ là 1000 mà đúng không? Như vậy chắc chắn 72 decimet cộng với 28 decimet sẽ lớn hơn là 795 cộng với 160 cm. Còn bài tập tiếp theo phía bên phải màn hình sẽ là điền dấu lớn, dấu bé hay dấu bằng. Chính xác, đó là chúng mình sẽ thấy là 825 trừ cho 207 bé hơn là 745 trừ cho 82, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 4, đó là viết phép tính và kết quả vào chỗ trống. Chúng mình quan sát trên màn hình đúng không? Chúng ta thấy một đĩa hoa quả, đó là đĩa chuối, và bài yêu cầu chúng ta là nếu chia đều mỗi bạn được mấy quả chuối. Chúng mình đếm cho thầy xem có bao nhiêu quả chuối. À 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 đúng không? 12 quả chuối. Nếu như chia đều thì mỗi bạn được bao nhiêu? Chia đều ở đây sẽ chia cho hai bạn đúng không? Lần lượt sẽ lấy chia cho bạn này một quả, xong nó chia này cho bạn này một quả. Nhưng mình chúng ta sẽ có phép tính là đúng rồi. Chính xác, chúng mình sẽ có phép tính là 12 chia cho 2 và kết quả sẽ mỗi bạn sẽ nhận được mấy quả? Đúng rồi, mỗi bạn sẽ nhận được 6 quả đúng không? Và bây giờ chúng mình cùng đếm cho thầy là hình bên là có bao nhiêu hình tứ giác. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác đây các em? Đây chúng ta thấy nhá. Hình tứ giác nhá, đây là một hình tứ giác này, đây là hình tứ giác đúng không? Một hình này. Đúng không? Một hình to, hình to đúng không? Hình to bên ngoài đúng không? Được chưa? Tiếp hai hình đúng không? Rồi tiếp nữa đó là ba hình ngược trở lại đúng không? Ba hình này, đúng không? Như vậy chúng mình thấy là có thêm một hình nữa. Ở đây chúng ta thấy có bao nhiêu hình? Chính xác đó là có bốn hình đúng không? Một rồi hình bên ngoài to nhá, hai đúng không? Và ngược trở lại chúng ta thấy này, 3 đúng không? Và 4. Như vậy chúng ta thấy có 4 hình tứ giác. Và bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập số 6, đó là trường tiểu học đoàn kết có 345 học sinh nam. Số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 52 em. Hỏi trường tiểu học đoàn kết có bao nhiêu học sinh nữ? Trường tiểu học đoàn kết có bao nhiêu học sinh các em? Chính xác đó là 345 học sinh đúng không? Bộ 345 học sinh nam đúng không? Số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là bao nhiêu? Đúng rồi, 52 em. Và bài toán hỏi chúng ta là hỏi trường tiểu học đoàn kết có bao nhiêu học sinh nữ? Vậy thì chúng ta đã biết trường tiểu học đoàn kết là có 345 học sinh nam đúng không? Và số học sinh nữ thì như thế nào? Đúng rồi, ít hơn là 52 em. Và bài yêu cầu chúng ta là tìm số học sinh nữ. Chúng mình có tìm được không? Đúng rồi, nếu như vậy thì chúng ta hãy dừng video và làm bài này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có bài giải, lời giải phép tính và đáp số. Lời giải chúng ta sẽ phải làm như thế nào? À, lời giải chúng ta phải trả lời được cho câu hỏi hỏi trường tiểu học đoàn kết có bao nhiêu học sinh nữ thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào?
trường tiểu học đoàn kết có số học sinh nữ là, hoặc là số học sinh nữ trường tiểu học đoàn kết là, đúng không? Đó có hai lời giải. Chúng ta sẽ số học sinh nữ trường tiểu học đoàn kết là hai chấm. Chúng mình sẽ làm phép tính gì? Chính xác, phép tính trừ, đúng không? Chúng ta lấy 345 trừ cho 52 sẽ bằng 293 học sinh. Đáp số sẽ bằng 293 học sinh. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta ôn luyện bộ đề thi thứ hai môn toán. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh để chia sẻ video ông giáo, để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.